Hello, Hello, Miss cô và chị đâu Thảo. rồi đó? Sống. Sao vậy chị Thảo? Nó bị mất sống Ờ, trời á, đâu. phải đi ra ngoài trước cửa để kiếm sống mới vô được. Đây là ổn hết chưa chị ơi? Nghe có rõ không Dạ nhỉ ổn chị? à, rõ luôn. Đây rồi. Ok, vậy thì hôm nay như mình đã hứa hẹn là hôm nay mình sẽ có một bài kiểm tra nhỉ chị nhỉ? Rồi. Rồi và chị cứ yên tâm là bài kiểm tra này em nghĩ là sẽ không quá khó đối với mình, đặc biệt là cái phần kỹ năng về ngữ pháp. Nhưng mà có cái phần nói thì mình cố gắng rất nhanh nha chị nha. Mình cứ nghĩ điều gì mình nói đấy, càng nói thì mình càng có điểm. Được chưa ạ? Ok. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị giấy nhép và bút rồi thì em cũng nghĩ là sẽ không có vấn đề gì nữa cả. Tuy nhiên là bởi vì mình đang xài cái điện thoại đúng không ạ? Thì cái phần nào ấy mà mình kiểu như là những cái phần mà tự gọi là tự luận mà điền từ vô ấy thì mình gõ vô trong điện thoại giúp em nhé. Còn ví dụ như mà nếu mà nó là cái trắc nghiệm á thì mình có thể vẽ lên trên cái đáp án mình chọn hoặc là chấm vào cái đáp án mình chọn là được rồi ạ. Rồi, ok cô. Đây rồi, như vậy thì sẽ đỡ hơn cho mình trong việc mà tương tác. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần bài đầu tiên. Đấy. Phần đầu tiên chính là phần ngữ pháp grammar. Right. So you have some sentences on the screen and please write the answers in your phone. Mình sẽ gõ cái đáp án vô trong cái điện thoại của mình nha chị nhé. Trước tiên thì mình có thể viết ra giấy nhép cũng được cho nhớ, còn nếu như không mà mình vô gõ thẳng vô trong điện thoại luôn. Rồi, em đã nhận được đầy đủ 5 đáp án của chị Thảo rồi. Bây giờ em sẽ ghi nó xuống trên màn hình ha. Rồi mình kiểm tra lại xem như đáp án trên màn hình em đã nhập đúng với những gì mình gửi chưa ạ? Đúng rồi cô. Ok rồi, vậy thì sao em sẽ chụp cái màn hình lại ngay luôn. Right. Rồi, chụp cái màn hình lại để sau này khi mà em đối chiếu kết quả thì em có thể dễ dàng tìm thấy. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Và là mình đã xong được bài đầu tiên, đó là bài về kiểm tra về cái ngữ pháp tập trung vào thì hiện tại đơn thôi, không có gì quá khó. Phần 2, pronunciation, phần này đòi hỏi mình luyện tập phát âm. Đấy. À, cái dạng bài này thì mình cũng hay gặp trong các bài luyện phát âm rồi, là circle the word with the different vowel sound in each group. Đấy. Rồi cái này nó sẽ đòi hỏi mình phải tìm ra được cái nguyên âm mà nó khác nhau, được chưa ạ? Ví dụ như trong cái hàng số 1 này mình sẽ thấy là tất cả những từ này đều có chữ y đúng không ạ? Rồi, thì có cái hàng đầu tiên mình tìm coi từ nào mà nó đang có cái chữ y được gạch trên đấy, nó được phát âm khác giúp em nha chị nhé. Ở bài này thì mình có thể chấm lên trên cái đáp án là mình chấm cái đằng sau với đáp án của mình đấy chị. Như là ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy, mình chấm cho em một cái đằng sau cái đáp án mình chọn là em làm biết. Đó, hoặc là mình cho em xin cái dấu V này nha chị nhé. Cái nào cũng được, mình đánh dấu làm sao rõ rõ để cho em thấy là được rồi. Rồi, vậy là mình đã xong được hàng đầu tiên, đó là hàng có những từ có chữ y.
Rồi vậy thì bây giờ mình qua đến hàng thứ hai là mình sẽ thấy tất cả những từ này đều có chữ e này. Đấy, vậy thì mình chọn là cái từ nào nó khác nhau giúp em nhé chị nhé. Rồi hàng thứ ba, tất cả những mọi từ đều có chữ u. Từ nào đang được phát âm khác nhau với những từ còn lại? Rồi, và từ cuối và hàng cuối cùng đó là hàng có những chữ E, bạn là một hàng có đầy chữ E. Chị đợi em chút xíu nhé. Rồi mình tiếp tục ạ. Rồi đây sẽ là đáp án của mình đối với cô đối với bốn câu này đúng không nhỉ chị nhỉ? Rồi ok, mình có thay đổi gì không trước khi mình chụp màn hình ạ? Rồi mình kiểm tra lại thật kỹ, nếu như mà không có vấn đề gì nữa thì mình kêu là xong rồi để em chụp hình nhé chị nhé. Rồi. Rồi ok. Rồi, em đã lưu lại đáp án của mình rồi ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ qua đến phần tiếp theo. Rồi, bây giờ là để sẽ đến phần listening. Vậy thì trước khi vào thì em sẽ kiểm tra lại tai nghe nữa. Rồi, nó đã tai nghe cho mình rồi. Ok, bây giờ là sẽ đến phần nghe. Rồi, bây giờ mình cùng xem phần nghe sẽ có gì nhé. Ok, phần nghe, a woman is talking about her family members. Rồi mình cùng em đọc đề nha chị nhé. A woman is talking about her family members. Đó, what is their relationship to her? Một người phụ nữ thì đang mô tả về những cái thành viên trong gia đình đúng không ạ? Vậy thì những cái thành viên trong gia đình đấy có quan hệ như thế nào với người nói này? Người nói này là một người nữ. Đúng chưa? Đó, vậy thì cô ấy sẽ mô tả cái mối quan hệ của mình với cái mối quan hệ của mình với một người nào đó. Rồi, nhưng mà ở cái bài này thì mình sẽ phải chú ý nghe giúp em là để dự đoán xem là cái người đó có mối quan hệ nào với cái người nói này nhé. Cái cách mô tả của nó sẽ hơi khó để nghe một chút xíu. Bài này thì em sẽ để cho mình nghe hai lần được chưa? Rồi, mình kiểm tra âm thanh chút giúp em ạ. Unit 9 test. 1. Mình nghe thấy đúng không chị ơi? Nghe. Rồi bây giờ nó sẽ đọc đề cho mình này. Khi nào mà nó bắt đầu nói cái chữ one một lần nữa ấy, thì là mình mới bắt đầu nha. Bây giờ nó mới đang khúc đọc đề thôi. Let's listen. A woman is talking about her family members. What is their relationship to her? Listen and circle the correct answer. 1. He's my mother's father. 2. He's my sister's daughter. 3. He's my uncle's son. 4. She's my mother's sister. 5. He's my father's son. Rồi, mình có nghe rõ không nhỉ chị nhỉ? Nghe rõ. Rồi vậy thì bây giờ em để mình khoảng 10 giây để mình ghi đáp án, nếu như mà mình đã sẵn sàng nghe lại thì mình nói em nha. Nghe lại đi cô ơi. Rồi bắt đầu nha, mình sẽ nghe lại. Unit 9 test. 1. Let's listen. A woman is talking about her family members. What is their relationship to her? Listen and circle the correct answer. 1.
He's my mother's father. 2. She's my sister's daughter. 3. He's my uncle's son. 4. She's my mother's sister. 5. He's my father's son. Rồi cô. Ok rồi, vậy thì bây giờ mình chọn đáp án trên màn hình giúp em nhé chị nhé. Em bước đầu rồi nhỉ. Rồi, đây là đáp án của mình đúng không ạ? Mình kiểm tra lại giúp em nhé. B, C, A, C, A. Ok, nếu mà đã đúng rồi thì em xin phép chụp màn hình lại. Ok. Rồi, em đã chụp màn hình và lưu đáp án của mình rồi nha chị nhé. Bây giờ mình sẽ quay đến cái bài nghe tiếp theo. Mình còn một bài nghe nữa. Rồi, bài nghe này thì đầu tiên mình sẽ phải đọc đề. Đề đang bảo gì đấy? Một bạn nữ tên là Ellen is talking messages from her roommate, right? Maria, listen and write the date and time you hear. Cái này phải là taking messages, tức là ghi chú lại cái lời nhắn nha, để hơi sao chính tả chút xíu. Rồi tức là cái lời nhắn này là của Maria gửi đến Ellen, right? Mình sẽ nghe và chú ý giúp em thông tin về date và time. Date tức là cái ngày tháng và time tức là khoảng thời gian, được chưa? Rồi, vậy thì khi mà cái người này người ta đọc câu 1, câu 2, câu 3 thì mình sẽ chú ý nghe cái thời gian, nghe cái ngày tháng và thời gian ở trong đó người ta nói, được chưa? Yeah. Rồi ok. Vậy thì để với cái bài này ấy, thì bởi vì cái cách viết ngày tháng của người ta sẽ khó với mình ấy, cho nên là nếu mà được ấy, thì mình viết cái kiểu ngày tháng là viết tên tháng ra, sau đó là viết ngày vào trong đáp án giúp em được không ạ? Tháng trước ngày sau đúng không? Đúng rồi, tháng trước ngày sau ạ, tháng trước ngày sau. Còn cái đọc thì em không biết nha. Còn cái băng, tức là khi mà viết thì em yêu cầu là viết tháng trước ngày sau cho dễ. Còn cái băng thì nó đọc như nào thì mình không biết cho đến khi nghe đâu. 2. Let's listen. Ellen is taking messages for her roommate Marie. Ok, đấy mình nghe đúng không nha chị nhỉ? Nghe cái hướng dẫn của nghe, nó. Nghe. Rồi nếu mà âm lượng có nhỏ quá mình nhớ nói em. Listen. And write the dates. Mở to xíu thôi. 1. Em vừa mới mở hết âm lượng rồi. Để dừng lại. Rồi mình kiểm tra lại xem đủ to chưa. Listen. Ellen is taking messages for her roommate Maria. Listen and write the dates and times you hear. 1. Hello. Hi. Can I speak with Maria, please? She's not in. Can I take a message? Yes. Please tell her that we're having a party for Luisa next Friday, April 2nd at 8:30. Okay, I'll tell her. 2. Hello. Hi, Ellen. This is Maria's mom. Could you remind her that tomorrow is her sister's birthday and we're having a surprise party at her sister's apartment at 7:30? That's tomorrow night, March 28th at 7:30? Yes. Thanks, Ellen. 3. Hello, this is Ellen. This is Dr. Frank's office. Could you tell Maria that her next appointment is on May 6th at 2:45? Okay, that's a quarter to 3, right? Yes, 2:45. Thank you.
Rồi, bởi vì đây là một bài nói có nội dung rất nhanh cho nên em sẽ để mình nghe 3 lần nha chị nhé. Cái tốc độ nói của bài này rất nhanh nên em để mình nghe 3 lần. Rồi khi nào mình đã sẵn sàng nghe lại thì mình nói em với à. Nghe lại đi cô. Đây rồi, nghe lại một lần nữa. 2. Hello. Từ đây bắt đầu lại từ số 1 nha chị nhé. Hello. Hi. Can I speak with Maria, please? She's not in. Can I take a message? Yes. Please tell her that we're having a party for Luisa next Friday, April 2nd at 8:30. Okay, I'll tell her. 2. Hello. Hi, Ellen. This is Maria's mom. Could you remind her that tomorrow is her sister's birthday and we're having a surprise party at her sister's apartment at 7:30? That's tomorrow night, March 28th at 7:30? Yes. Thanks, Ellen. 3. Hello, this is Ellen. This is Dr. Frank's office. Could you tell Maria that her next appointment is on May 6th at 2:45? Okay, that's a quarter to three, right? Yes, 2:45. Thank you. Rồi, đó là kết thúc lần nghe thứ ba. À, lần nghe thứ hai, xin lỗi. Mình còn một lần nghe nữa. Mình đã sẵn sàng nghe lại chưa? Hay là mình không cần nghe lại nữa? Trời, bài này chắc quá tài. Rồi, mình nhanh quá. Đúng rồi, tốc độ bài này nó sẽ hơi nhanh cho nên em mới để mình nghe lại lần thứ ba chứ bình thường là chỉ cho nghe hai lần thôi. Rồi, nghe lại một lần nữa nha chị nhé. Cố gắng nghe lại một lần nữa. Mình chú ý nghe cho em cái thời gian và cái ngày tháng với cả cái khoảng thời gian thôi. Mình không cần nghe những thông tin khác là được rồi ạ. Hello. Hi. Can I speak with Maria, please? She's not in. Can I take a message? Yes. Please tell her that we're having a party for Luisa next Friday, April 2nd at 8:30. Okay, I'll tell her. 2. Hello. Hi, Ellen. This is Maria's mom. Could you remind her that tomorrow is her sister's birthday and we're having a surprise party at her sister's apartment at 7:30? That's tomorrow night, March 28th at 7:30? Yes. Thanks, Ellen. Hello, this is Ellen. This is Dr. Frank's office. Could you tell Maria that her next appointment is on May 6th at 2:45? Okay, that's a quarter to three, right? Yes, 2:45. Thank you. Rồi, để ghi được bài này thì mình làm như sau. Ví dụ như một cái câu số 1 nó ghi là 4 tháng 2 thì cái đáp án tiếp theo là mà không phải 4 tháng 2 thì đây là ngày 2 tháng 4, tức là cái tháng trước ngày sau ha chị ha. Ngày 2 tháng 4. Sau đó mình phẩy cho em một cái, sau đó là ghi cái giờ ra cho em giúp chị. Và cái ghi giờ ra giúp em nhé chị ơi. Cái giờ thì mình giờ và phút cắt nhau bằng dấu hai chấm được không ạ? À? Ờ, và câu nào mình không ghi được, câu nào thì mình không ghi được thì mình cho em xin ba cái dấu gạch ngang như vậy là để em biết là mình bỏ trống. Chưa? Ví dụ như câu 2 mình không nghe được, cái nửa đầu tiên mình không nghe được thì mình để ba dấu gạch ngang, sau đó là mình phẩy một cái, sau đó là ghi đáp án tiếp theo của mình ra. Em nghĩ là mình gõ ra bằng cái phím chat thì có vẻ sẽ dễ hơn cho mình đấy chị. Ừ.
Ok, câu số 3 là mình nghe được mỗi ngày 25 chứ không nghe được tháng hả chị hả? Nghe không có. Rồi, vậy là mình chỉ nghe được một cái khung giờ duy nhất đó là 7 giờ 30 của đáp án thứ hai đúng không ạ? Dạ. Rồi còn lại thì sẽ là bỏ trống hết thì em sẽ ghi chú như sau. Right. Rồi đây là một bài khó bởi nói chung là cái kỹ năng nghe này là kỹ năng khó cho nên là mình cũng đừng có quá căng thẳng về vấn đề này chị ơi, mình nghe chưa quen với cả tốc độ nói của bài này hơi nhanh. Đấy, tốc độ nói của bạn này hơi nhanh cho nên mình sẽ gặp vấn đề nhiều. Khi nào mà sửa bài thì em sẽ để cho mình nghe lại và em sẽ giải thích cặn kẽ từng cái câu câu một nó nói nha chị nhé. Hôm sau mình sửa bài em sẽ để cho mình nghe lại bài này. Đấy, Rồi. và em sẽ Cái để là sao chị? câu số 3 chỉ nghe được mỗi cái ngày 25 thôi, không có nghe được Ô, như vậy thì cũng không có được tính cái điểm chị ạ, tháng. không không có được tính điểm. Ý là cái chữ đó thì nó rõ nhưng mà cái tháng thì giống như là nghe không có kịp lắm, Ừ, rất là dạ vâng. nhanh. Ok, vậy thì em sẽ ghi lại đáp án của mình như trên màn hình đó là mình nghe được một cái câu số 2 thôi. Rồi, không sao chị ơi, không sao, mình đừng sợ, mình đừng lo lắng gì cả. Rồi, bây giờ là sẽ là phần bài cuối cùng của mình đây ạ. Ok, rồi, phần 1, Personal Information. Welcome to the speaking test. Bây giờ mình sẽ đến với phần bài kiểm tra speaking ha. Right, in part 1, you will answer questions about your personal information. Mình sẽ trả lời câu hỏi về những thông tin cá nhân của mình. Right, đây là phần khởi động rất là dễ ha. Right, so can you tell me what is your My name is Thảo. name? Okay, how old are you? I am 23 years old. You are 23 Years years old. old. You are 23. Okay. Okay, next. 33 One more time. chứ. One more time. How old are you? I am 33 Okay, thank you. Now you remember. years Right. Okay. What do you do for a living? I am a Okay, you are a storage worker. Good. What do you like to do in your free time? I like crocheting in my free time. Good job, you like crocheting in your free time. Okay. Right. What are your favorite TV series? Right, TV series này mình có thể hiểu là TV program cũng được, tức là chương trình TV đấy ạ. Right, what are your favorite TV series or programs? Phim hoạt hình nói làm sao ta? À, phim hoạt hình là cartoon. Cartoon. Hey, so what are your favorite TV Yes, my favorite is cartoon TV series? À, rồi, chỗ này thì nó hỏi là TV series tức là chương trình TV, tức là loại chương trình á. Mà không phải loại chương series. trình mà tên tên cụ thể cái chương trình. Đó, vậy thì mình nên nói là I like watching cartoon. Rồi sau đó là mình sẽ nói thêm là my favorite cartoon is. Sau đó là kể tên cái cartoon ra là tên của cái cartoon đó ra để cho nhà chị nhỉ. Rồi mình thử nói lại này. What are your favorite TV series? My favorite TV series is cartoon. Is Ok, and Pokemon. good job, thank you. Rồi, đúng rồi. Đó, cái TV series này nó sẽ hỏi tên cái chương trình TV cụ thể. Thì nếu mà nó đến chương trình thì mình có nhiều loại đúng không? Ví dụ như là thời sự, game show. Đây mà cụ thể hơn một chút xíu là mình có tên cái chương trình đó là gì? Right, next. What time do you usually wake up?
I usually wake up at 6 o'clock. Okay, good job. Remember, this is wake. Wake up. Wake up, wake up. Good job, right. You usually wake up at 6 o'clock, right. Next, do you like coffee? Why or why not? No, I don't. Ah, why? Okay. No, I don't. Okay, why not? Because it's too strong. Okay, because it's too strong. Thank you. Right. Rồi với chữ because này thì mình đọc chưa được chính xác này. Because âm ở giúp em nha. Because it is too strong. One more time. Because it's too strong. Okay, because it's too strong. Thank you. Right. Rồi, vậy thì với cái phần personal information trên thì mình đã trả lời được đầy đủ là 7 câu rồi ha. Rồi, những cái câu trả lời rất là ngắn thôi, nhưng mà không sao, đó là mức cơ bản là mình đã làm được. Như vậy là em đã thấy rất là vui rồi. Ok, next. Đây sẽ là phần khó hơn của mình. In part 2, you will have to talk about your family. Mình sẽ phải nói về gia đình mình. Ok, so when you talk about your family, you introduce your family to me, right? Tell me who they are, right? How old are they, right? What do they like to do, or what do you do together? Rồi, bây giờ em sẽ cho chị khoảng 2 phút để chuẩn bị nội dung bài nói của mình, được chưa? Yeah. Okay, so I would like to hear the following information. Em sẽ muốn nghe những cái thông tin sau. Who are they? Được chưa? Nếu mà nói về gia đình thì sẽ là who are they, là họ là những ai, right? How old, right? How old are they, là bao nhiêu tuổi nè, được chưa? Rồi, có thể nói thêm gì nè, cái này có hay không cũng được nha chị nha. What do they like, đó, tức là họ thích những cái gì. Rồi, cái này bắt buộc phải có là what do you do together, đó, tức là chị và mọi người trong gia đình thường làm gì cùng với nhau, đúng chưa nào? Right, so this is the information I would like to hear from you. Okay, so I give you 2 minutes to prepare. Mình sẽ có 2 phút để chuẩn bị những cái nội dung trên đấy chị nhé. Right, sau 2 phút thì mình sẽ bắt đầu nói và mình chỉ được liếc cái thông tin trên nhép thôi, chứ đừng có nhìn vừa đọc nhé. Okay, 2 minutes start now. Sẵn sàng rồi, giờ bắt đầu nha cô. Ok, rồi xong luôn. Right, ok. So please tell me about your family. Yes. Hi, my name is Thảo. Let me tell you about my family. I'm a married. My family has 4 people. Me, my husband, and my 2 daughters. My husband is 35 years old. He is a local government. We have a 2 daughters. Our daughter is 9 years old, and young daughter is 10 months old. We often go out on weekends. Okay, you often go out on weekends. So where do you like to go on the weekend? I often go to the zoo. You often go to the zoo with your family, right? Yes. Okay, thank you. Very good. Right. Rồi, mình thấy không là cái phần talk about your family, mình chỉ cần nói những cái câu mà mô tả, ví dụ như tên, tuổi, là sau đó là sở thích của họ, thích làm gì, đúng không? Rồi mình làm gì chung với nhau, là mình cũng đạt đủ cái yêu cầu là từ 5 đến 7 câu rồi. Là mình còn có một cái mở đầu rất là hay nữa, đó là một cái điểm cộng cho mình ha. You have a bonus point for that. Okay,
Rồi, vậy thì cái buổi bài kiểm tra này đã được ghi lại và em đã ghi nhớ hết các đáp án mà chị đã làm trong ngày hôm nay rồi. Nói chung là qua bốn cái phần ngày hôm nay mình làm, qua bốn cái phần hôm nay mình làm thì em thấy cái thế mạnh của mình vẫn là cái phần mà grammar này, đó là phần ngữ pháp đúng không ạ? Rồi và phần speaking, đó vẫn là phần speaking là thế mạnh của mình. Right. Gọi là thế mạnh chứ em thấy kiểu như là mình có chuẩn bị từ trước sẵn đấy, cho nên là mình thấy ok hơn, mượt hơn đúng không? Cái phần personal information này mình trả lời rất là tốt. Còn em ngạc nhiên hơn nữa là về cái phần mà your family, về cái phần tự nói này mình cũng làm rất là tốt luôn, có phần mở đầu rất là mượt. Còn cái phần mà pronunciation này thì khi mà xem lại đáp án thì em sẽ chỉ ra cái lỗi sai của mình ha chị nhá. Em sẽ chấm điểm và chỉ ra cái lỗi sai của mình trong cái bài pronunciation này. Và bài listening thì hơi tiếc là cái task 2 mình không nghe được, nhưng mà cũng hiểu, dễ hiểu tại vì nó là cái bài nó nói quá nhanh. Bài nói quá nhanh cho nên là mình sẽ không thể bắt kịp được với cái tốc độ nói của nó. Vậy thì với cái bài task 2 này thì nói chung thì khi nào mà sửa bài thì em sẽ để cho mình nghe lại và em sẽ giống kiểu như là nghe xong rồi em sẽ gửi luôn cái bài này cho chị để mình thử nghiên cứu xem nó như thế nào nha chị nhé. Rồi, ok, cái quan Ý trọng là nếu mà nghe từng câu á thì nghe từng câu xong rồi điền đáp án á thì có thể điền được, xong rồi nghe nguyên một bài xong rồi mà điền vô rồi nó hơi lạng chạng xíu. à vậy thì đây sẽ là một cái mình cần làm quen với cái hình thức khi Được. nghe của thì nghe của chương trình quốc tế. Khi nghe chương trình quốc tế là nó để trống cho mình một đống vậy đó, xong mình phải vừa nghe vừa điền chứ không có kiểu mà nghe xong một câu điền một câu xong nghe tiếp. Cái kiểu luyện tập như vậy là ở trên lớp em làm vậy để cho mình kiểu như là quen với cái tốc độ nói của nó trước đã, còn khi đi thi thì không, nó sẽ bật từ đầu đến cuối như vậy luôn. Vậy thì khi mà lên sửa bài thì em sẽ để lại mình nghe từng câu như từng câu. Sau đó là khi mà nghe từng câu xong em sẽ để cho mình nghe nguyên một bài luôn để mình ôn lại. Rồi vậy thì bài kiểm tra của mình hôm nay chỉ thế thôi ạ. Rồi, hôm nay mình đã làm rất tốt rồi chị, đừng có buồn nha chị nhân, đừng có buồn cái phần nghe này thì do cái bài nó nhanh quá, nó không có phù hợp, thực sự không gọi không phù hợp mà nó quá hơi quá sức với cái năng lực của mình hiện tại. Đấy. Nhưng mà bởi vì cái nội dung của bài kiểm tra này nó hay ở một chỗ là nó bắt mình gọi như là nghe và có chọn lọc, chọn ra những cái thông tin mà nó cần hơn, tức là ngày tháng và thời gian đó, tức là có thể mình Ý không bắt là kịp. lúc mà nghe thì có nghe nhưng mà không có kịp để mà mình nghĩ tới nó là cái gì đó. Chứ là là từ thì vẫn có nghe được đó, dạ dạ rồi dạ nhưng mà rồi nghe nguyên một bài đó cái mình không có nhớ để mình điền được. Rồi rồi, đây sẽ là cái trải nghiệm lần đầu tiên mà làm bài kiểm tra như vậy nha chị nhé. Rồi em cảm ơn chị nhiều, em sẽ hẹn gặp lại chị vào ngày thứ ba tuần tới nha chị nhé. Và lúc đấy em sẽ chấm điểm xong cho chị luôn ạ. Right. Ok, thank you so much. I'll see you later. Bye bye. Yeah, Chị bye ơi, cho em hỏi chút xíu, thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu nhỉ? Ba tuần sau là ngày thứ ba tuần sau là ngày 12. Thứ ba tuần sau là ngày 12. bye. Thứ ba tuần sau ngày 12 thì sẽ có thể là em sẽ dời lịch học của mình vào thứ tư thứ sáu tiếp được không chị nhỉ? Tại vì thứ hai em lại Dạ, phải đi. ok. Đúng rồi, là thứ hai em phải à, thứ thứ hai thứ ba em phải đi lên làm giấy tờ khiếp, có một cái gì nhỉ, có Chứng minh à? một cái căn cước công dân, đó là ở trên trên cái chỗ làm ấy, nó báo là sai thông tin về công an phường sửa. Em lên nộp đơn công an phường, xong công an phường bảo một tuần sau lấy kết quả. Thế sau sau một tuần thì em mới được đi làm căn cước tiếp. Em kiểu sai Ủa mà hình không? như À, ủa sao chị ơi, hình thứ như hai mà nghỉ bù đó cô à, lễ à thứ đúng hai nghỉ rồi, bù lễ á. đúng đúng rồi, thứ Ừ. hai nghỉ mùa lễ. À không, thứ hai thì em không biết nữa, nhưng mà nó hẹn em ngày 11 ra công an phường thì em nghĩ là công an phường chắc vẫn làm việc, em không biết nữa. Nếu Ừ. nếu mà nó không làm việc thì để ngày để hôm sau em đi thôi, nhưng mà kiểu gì thì em cũng phải xin nghỉ một ngày. Rồi, em Không kêu nên các ngày trong tuần ngày nào cũng được, chỉ cần cái khung giờ này là được, còn ngày nào thì cũng ok hết, không dạ. sao, cô chỉ cần báo là mình về thôi. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chị nhiều ạ. À. Right, ok, have a Dạ good không có gì. day, have a good day. Bye bye. Bye bye chị.